Sở Du lịch Hà Nội cùng Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ vừa thông tin về chương trình du lịch Hà Nội chào 2024. Theo đó, người dân trên địa bàn thủ đô sẽ một lần nữa được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái cất cánh trên bầu trời đêm Hồ Tây. Chương trình du lịch Hà Nội chào 2024, Get On Hà Nội 2024 và công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân quận Tây Hồ với chủ đề Get On Hà Nội 2024, Sắc Hương Tây Hồ là chương trình nằm trong chung hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thông qua tổ chức chương trình, ngành du lịch thủ đô mong muốn là dịp để tiếp tục truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội nói chung, Tây Hồ nói riêng ngày một nhiều hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch thủ đô và đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế xã hội quận Tây Hồ. Đặc biệt, sự kiến tối ngày 9 tháng 3 tới, màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái cất cánh trên bầu trời đêm Hồ Tây sẽ mang đến một trải nghiệm vô cùng thú vị và cảm xúc đối với khán giả. Đây là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo đưa du khách khám phá những điểm đến du lịch nổi bật đặc trưng của du lịch Hà Nội 2024 mà khởi đầu là các điểm đến của Tây Hồ, đậm đà sắc và hương. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày chiến thắng Buôn Ma Thuật, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mùng 10 tháng 3 năm 1975, mùng 10 tháng 3 năm 2024, thành phố Buôn Ma Thuật sẽ triển khai chương trình thưởng thức cà phê miễn phí trên địa bàn thành phố. Hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí tại tỉnh Đắk Lắc sẽ diễn ra tại phiên chợ Buôn Ma Thuột, quảng trường mùng 10 tháng 3 và đường sách Buôn Ma Thuột trong 2 ngày, ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 3. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng triển khai hoạt động thưởng thức cà phê miễn phí trên địa bàn các phường, xã ít nhất một ngày. Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đến thời điểm này đã có hơn 400 quán cà phê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đăng ký tham gia. Danh sách địa chỉ các quán tham gia phục vụ cà phê miễn phí được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội. Đây là dịp không chỉ dành cho người dân tại địa phương mà du khách mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế được thưởng thức những ly cà phê, những hạt cà phê thơm ngon nhất của một trong những cái nôi cà phê thế giới, cà phê Robusta. Mới đây tại công viên giọt nước thành phố Con Tum, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Con Tum phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình đêm hội áo dài với chủ đề Phụ nữ Con Tum phát huy di sản văn hóa truyền thống áo dài. Chương trình nằm trong chuỗi kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Theo đó, 850 nữ đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức và hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Con Tum cùng nhau trình diễn những tà áo dài, di sản văn hóa Việt Nam kết hợp với thổ cẩm là tinh hoa của nghề dệt truyền thống của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Với chất liệu và hoa văn thổ cẩm, bằng đôi bàn tay khéo léo của những nữ nghệ nhân Bana, Sơ Đăng, nhà thiết kế Kim Yến và nhà may Ngọc Minh áo dài đã đưa họa tiết thổ cẩm lên tà áo dài với các hoa văn truyền thống của dân tộc mình một cách sống động bắt mắt, vừa mang vẻ đẹp mộc mạc và huyền bí của thổ cầm, thể hiện tình cảm đối với vùng đất nơi mình sinh sống, tạo nên một bản sắc riêng biệt cho người phụ nữ Tây Nguyên nhưng vẫn giữ được nét uyển chuyển, thướt tha của tà áo dài Việt Nam. Nhằm đưa Hội An thành điểm đến hấp dẫn của thế giới, tỉnh Quảng Nam đã trình đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản phố cổ với kinh phí là khoảng 1.670 tỷ đồng. Theo đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản phố cổ Hội An đến năm 2030, định hướng tới năm 2035 mới được trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Nam định hướng Hội An thành thành phố sinh thái, văn hóa du lịch hướng đến xác lập vai trò động lực trong phát triển du lịch dịch vụ của khu vực duyên hải miền Trung và cả nước, vươn tầm xa châu Á là điểm đến hấp dẫn của thế giới. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ trùng tu tôn tạo tất cả di tích được xếp hạng, song hiện đang xuống cấp, nâng cấp bảo tàng, nhà hát, điểm dừng chân, thư viện, phòng trưng bày truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị được nhận diện, kiểm kê, quản lý bằng hồ sơ khoa học và bảo tồn. Quảng Nam cũng hoàn thiện quy hoạch không gian và đưa vào mở rộng khoanh vùng bảo vệ khu vực phố cổ, qua đó tạo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển tại vùng lõm, vùng đệm và khu vực xung quanh. Tỉnh sẽ đầu tư phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2, phòng chống mối mọt cho di tích, xây kè bảo vệ khu phố cổ. Trong gần 1.700 tỷ đồng đầu tư nguồn vốn trung ương, Quảng Nam và thành phố Hội An là 1.470 tỷ đồng, 200 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn tài trợ ODA.